Long ơi, bây giờ vì đề tổng độ Long ơi, chuẩn bị cho Long độ này Long ơi. Giờ đánh cho mình Long hôm nay gỡ này gọi là về bờ này mà, không lỗ. Thì cỡ thở nó không lỗ. Chung là không lỗ được. Không lỗ. Về tới 2 3 4 cái bờ luôn Về chứ bờ luôn, chi. về bờ luôn. Ờ. Đấy. Nhắn này bèo lắm hơn 15 10 đến 15 kim. Đấy, video tổng hợp này Cái chùy, cái cái chùy chùy này đẳng cấp cũng nha. ngon, cái chùy này đẹp mà. Chùy này bán Chùy bèo đẳng lắm cấp cũng được ha. 5 đến 10 kim. Đó. Chùy Rồi, đẳng cấp ngập ạ. bội này cũng vậy, ngập bội này bèo lắm được 5 đến 10 kim. Không rẻ đâu. Dòng một nha, Cái xinh này đẹp cũng vậy, trao. cái nhẫn này cũng vậy luôn, từ 5 đến 10 kim luôn. Đẹp luôn. Rồi quên đó, Khải 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 chụp một tấm Hả? hình mấy cái này đi. À, mấy cái này Hay thì là một cái clip mấy cái vậy này dùng đi xu. xong đăng lên bán cả chứ anh đăng lên chết. Rồi đó, để em Chết. đăng lên cho. Rồi. Rồi dây dây chuyền 540 cho, mấy cái này cũng cho khăn lôi. Cái này nhẫn kháng động nãy anh nói này. Nhẫn sức Đây mạnh nè, 2 cái này này, nè, đó. cần cái này. Rồi này bán cho mấy ông đi tống kim sơ này, sinh lực lượng 520. Này cho khăn lôi 20. Ô cái khăn lôi 20 này nó đỡ lại cho mình, cho anh em em xài được này. Nó 530 cái tống kim sơ. Sức mạnh 14 rồi này. Đó cũng được vài trăm xu. Đọc 25. Rồi ok. Đó. Thì em có video mà khi nào cần bán gì em tự đăng nha, em chụp mình đăng cho. Gì đâu. Rồi ok. Đó, tổng hợp cái video bắt 53 được ít đồ anh em ơi, không lỗ anh em ơi. Đầu tư khoảng tầm 15 cho đến 17 kim mà bán được vài món này thì khả nghi cũng hơn. Đó. Cố gắng đầu tư tiếp tục cũng quốc tiếp cho anh em xem. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video nha. Rồi, đúng rồi, cái này khắc liền anh. Khắc liền chứ. Rồi. Bây giờ ngày 10 á, ngày 10 khả đang mang cái ngọc bội có 19 khá là phèn. Mười tháng mang ngọc bội 19 mà 20 này nó thêm được một điểm. Nhỏ quá trước.